Đây xin giới thiệu với lại đây là em Gia Cát Phong. Xin chào các cô chú anh chị fan chính nghĩa và những người yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng nha. Đây là hôm nay Hướng Dương đến thăm cái xưởng sản xuất tổ yến của Gia Cát Phong, đây tại Khánh Hòa, đúng không? Đây là Khánh Hòa, Nha Trang. Đây thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là chỗ nơi mà Gia Cát Phong thu hoạch yến về xong bắt đầu là rút lông. Đây này, thợ rút lông này là khó lắm nha mọi người. Rút miết một ngày không rút được có vài như thế này thôi chứ không phải nhiều đâu. Sản xuất ra nhiều là đồ giả, không phải đồ thật đâu. Đây này, với lại cả mọi người nhìn đây, chị quay gần cho mọi người. Tổ yến khi mà ngâm ra, giã ra rồi á, là lớp ngoài là được một ít lớp ngoài là như này. Đó, lớp vỏ ngoài đó. Còn ở trong là như thế này. Đó, các chị thấy không? Khi sau khi mình cho vào trong mình làm sạch nha, mình đắp vào cái giá của nó đó, là cái khay ấy, thì mình sấy thì mình, trong khi mình đắp thì mình lại cho cái ruột của cái tổ yến này vào cũ lại cho nó, cho nên là chỉ có một lớp phủ ở ngoài là cái lớp dài này thôi, còn bao nhiêu ở trong là vẫn là cái tổ của nó cũ, phải cho vào trả lại cho nó, chứ không phải là nguyên mà dài. Nhiều cái tổ dài thì tức là cũng họ chế biến bằng đồ, ví dụ như là có rất nhiều thứ. Cái làm bằng cao su không? Không, dạ không, họ sẽ chế biến có cái cách của họ, nghe nói là họ làm bằng mủ chôm. Cái mủ chôm ấy ăn nó không chết người nhưng nó chỉ có mát thôi. Đó. Với lại cả là da heo, mủ chôm da heo với lại cái vi con cá nhám họ cho vào máy, họ nghe nó họ nghiền, họ trộn với lại cái hóa chất của Trung Quốc ạ. Khi đó là họ cho vào cái máy, họ đùn ra, họ xếp lại với nhau thành cái tổ, thì ăn mình thấy nó rất là nhiều sợi, chứ còn nếu mà yến mà nhiều sợi thì không có đúng đâu. Các chị hình dung là nguyên cái tổ yến ra mình ngâm ra là nó như thế này. Lớp ngoài là họ bóc ra như vậy. Đây sau đó là mấy sấy đây. Dạ. Đấy, như vậy sấy như này, nhưng hôm nay hết rồi xưa. Dạ, hôm nay hết. Nhưng mà còn chưa làm xong. Đấy, ví dụ như là sấy đây này, đắp lên cái khay sấy thì nó sẽ khô như thế này. Đến đâu giao đến đấy, không còn có kinh hàng để mà bán đây này. Đó, ví dụ như lấy cái kia đắp lên trên này xong rồi sấy ở trong này. Trả lại tổ cho nó. Đấy. Mình đến đây mình xem thì mình mới biết được ngực của thực sự của người ta. Đấy. Chứ còn mình đi mua nhiều khi là hàng dở, người ta hết rồi kiểu vậy. Hàng dở người ta làm. Vậy thì mình không được kiểm tra thì mình hồi đồ rồi. Đến đây thì mình nhìn thực tế là đây này. Người ta làm bằng yến. Vì là mình lúc mình mở ra cái chai trang lên của cái xưởng của cậu ấy nhiều như này. Đây là hàng. Đấy. Đông như thế này cơ mà, một cái xưởng của các cái hàng rất là đông các bạn ạ. Mọi người hiểu như vậy, không có đường mua này đầy hết dây chợ. Em ơi, bạn mà bây giờ từ giờ đã xin giới thiệu đã. Cho xin giới thiệu cho mình giới thiệu với mọi người là hôm nay đoàn không có chị. Đây là hưởng từ Liên bang Đức về. Liên bang Đức này. Còn chị kia tên là gì? Sơn. Chị Sơn là đoàn ở Israel. Israel này. Còn bác đây là bạn từ anh mà Nong Khai Thái Lan. Anh là đoàn Thái Lan này. Còn bác kia Trần Văn Viên ở Thái Lan. Đoàn Thái Lan này, còn 77 tuổi. Vâng, anh Hậu này là đoàn Liên bang Đức này. Còn em đoàn Việt Nam này, Liên bang Việt Nam này. Đây là tên là cô Nguyễn Thị Mười, đoàn Thái Lan. Đoàn Thái Lan này. Còn con là đoàn Việt Nam, đoàn cô Phan, cô Nguyễn Phương Hằng này. Đó mọi người thấy không? Đây là Hồng Dâu này. Hello Hồng Dâu, đoàn cô yêu mến những người yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng nha. Thì hôm nay em mặt riêng tất cả thành phần của em ơi, đến thăm Trường Sa. Thế này bao nhiêu tiền mà lạng mà rẻ thế? Nhưng mà chưa có mặt ở đây. Bao nhiêu tiền mà lạng mà rẻ thế? Bao nhiêu tiền mà lạng không rẻ chị, không có.